Dạ vâng, thì video này tôi sẽ chia sẻ tới quý anh chị là lý do bây giờ hiện tại mình có nên đầu tư Cam Lâm nữa không, và với cái số vốn tầm 1 tỷ ấy, thì mình có đầu tư được ở Cam Lâm nữa không, cũng như là vị trí 1 tỷ thì mình nên đầu tư ở khu vực nào của Cam Lâm nó sẽ là phù hợp cũng như là đẹp nhất ở thời điểm hiện tại. Thì như mọi người đã biết ấy, thì hôm nay là tháng 3 năm 2022 thì là thời điểm ấy, bất động sản nó tăng giá thì rất là nhanh, nên là thời điểm trước mọi người cầm 1 tỷ vào Cam Lâm thì đầu tư rất là nhiều vị trí. Nhưng thời điểm này nếu mà cầm 1 tỷ vào Cam Lâm thì mình đầu tư được những cái vị trí nào, cũng như là mình xem được cái sự phù hợp đối với bản thân cũng như là cái gọi là vị trí đầu tư, thì tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị đầu tư xem. Thì đầu tiên đấy về cái giá mới nhất của bất động sản Cam Lâm tháng 3 năm 2022, thì nếu mà nói về đầu tư khu gọi là đất biển ấy, thì mọi người hình dung là khu du lịch ấy, thì đầu tiên nó đắt giá nhất nó vẫn là mặt cái mặt biển này. Cái mặt biển này thì hội tụ 4 năm các cái resort 5 sao rồi. Nếu như ai đầu tư ấy, thì muốn đầu tư theo xu hướng là mình kinh doanh ấy, mà tài chính phải tầm 1 triệu đô, phải tầm trên 20 tỷ thì mình nên đầu tư những cái căn biệt thự ở đây. Biệt thự ở ngoài như kiểu Vinpearl này, hay là những cái căn hộ ở Fusion Resort Cam Ranh hay Liên Xá hay là Duyên Hà này. Đấy thì những khách những đầu tư như này thì mình khai thác du lịch. Và cái một điều rất là hay ấy, là du lịch hiện tại bây giờ đang quay trở lại rất là tốt. Mọi người hình dung là tôi ấy, thì tôi hay đọc những cái bài báo về buổi sáng về trên Cà Phê ấy, về tập update thông tin bất động sản mới nhất ấy, thì du lịch hiện tại đang được phục hồi rất là mạnh, bởi vì là đã có hộ chiếu vaccine cho những người nước ngoài rồi, đường bay quốc tế bây giờ đã thông trở lại Việt Nam rồi. Đấy, nên là khách du lịch Nga cũng như là Trung Quốc họ về ở Cam du lịch Cam Lâm cũng như Nha Trang rất là nhiều. Thì gần như là tầm nhìn mình để bất động sản du lịch khoảng 2 năm thì tôi nghĩ là một cái phương án rất là thuận lợi cho quý anh chị nhà đầu tư, gọi là gia tăng được cái giá trị tài sản cho mình. Đấy thì ở trong này nó có xu hướng đầu tư, đầu tiên là ngoài mặt biển này, thứ hai là ở chỗ gần gọi là sau các cái resort 5 sao này, thì đa số là có hai dự án là Golden Mile 601 và 602 vẫn đang bán lại chuyển nhượng, pháp lý thì hiện tại nó chưa có, nhưng nhưng mà ở khu này thì mình sẽ phù hợp cho ai muốn nghỉ dưỡng, sau này muốn xây nhà nghỉ dưỡng ở đây thì mình kinh doanh xây nhà nghỉ dưỡng ở Golden Mile. Và thứ ba là đi sâu hơn một chút vào trong là khu gọi là Đinh Thiên Hoàng. Đây là được trục đường Đinh Thiên Hoàng, trục đường duy nhất lối từ gọi là biển, từ khu dân cư ra ngoài mặt biển. Thì khu Đinh Tiên Hoàng này thì ngày trước ấy, giá thì thực sự là năm 2021 ấy, giá của nó chỉ dao động khoảng tầm trên 10 triệu một chút thôi một mét vuông. Nhưng bây giờ nếu mà mặt đường ấy, nếu bây giờ tầm mặt đường ấy, mọi người hình dung là gần gọi là làn hai, không phải mặt đường Đinh Tiên Hoàng đâu, giai đoạn hai ấy, giai đoạn mặt đây là đường 40 mét này, từ đoạn này xuôi ra biển là 40 mét này, còn là sau là giai đoạn hai này, thì giá của nó bây giờ dao động khoảng trên 13 triệu một mét vuông hết rồi, mặc dù là làn hai nhé mọi người nhé. Làn hai ở đây có nghĩa là một cái khu phân lô này, mặt một là mặt đường luôn, còn dãy dãy hai dãy làm trong thì làm giá về toàn trên 13 14 hết rồi. Đấy mọi người hình dung ngày xưa giá chỉ có 11 10 đến 11 12 thôi. Những lô này lô đẹp thì là giá 12 13 triệu mét vuông, bây giờ lên toàn 15 16 13 14 15 16 rồi. Có nghĩa là bất động sản Cam Lâm đang tăng giá rất là đều và rất là nhộn nhịp. Đấy, chứ còn mình đầu tư ấy, thì mình phải thấy là thị trường đang tăng giá là một điều tốt, chứ không phải là mình thấy nó giá nó tăng là cao rồi mà mình không đầu tư. Bởi vì bất động sản nó là một câu chuyện nó tăng thời điểm này và thời điểm sau nó sẽ tăng, nhưng sẽ có một thời điểm mà nó bị sóng mạnh quá thì nó bị chững lại, nó bị gãy sóng nó chững lại. Nhưng Cam Lâm hiện tại vẫn chưa là sóng nhé, mọi người hình dung là vẫn chưa là sóng nhé, bởi vì là Cam Lâm bây giờ mình chỉ đang giao dịch rất là nhộn nhịp thôi, vẫn chỉ rất là nhộn nhịp thôi, với rất nhiều nhà đầu tư họ đang đầu tư Cam Lâm thì hiện tại chỉ đang nhộn nhịp thôi. Và bây giờ giá ở khu vực trong khu dân cư này thì là bây giờ nó đang hiện trạng như nào. Thì đầu tiên ở ngoài mặt đầm thủy triều này, những khu mà làn một mặt đầm bây giờ giá hiện tại bây giờ là trên 20 triệu một mét vuông hết rồi. Ngày xưa thời điểm tôi bán ấy, năm gọi là 2021 tháng 4 tháng 5 năm 2021 ấy, thì giá của nó ấy, cách đây một năm ấy, chỉ có dao động khoảng tầm từ 14 cho đến 18 triệu thôi. Nhưng bây giờ thì sao, bây giờ trên 20 triệu hết rồi, có nghĩa nó tăng được khoảng tầm 40 đến 50% trong một năm. Đây là một cái con số rất là gọi là đáng đáng để mình chú ý và mình đầu tư. Đến thời điểm mà ai đầu tư mặt đầm thì tôi xin chúc mừng quý anh chị đầu tư mặt đầm bây giờ đã thắng lợi rất là tốt. Thứ hai là những cái đấy là những cái vị trí làn một đầm thủy triều, còn những cái vị trí mà làn trong là dãy làn hai đi, dãy làn hai thì tôi gọi là dãy từ gọi là quốc lộ 1A này trước mặt đầm này, làn hai thì bây giờ giá nó cũng rất là cao nếu mà nói về gọi là so với thời điểm năm ngoái, bởi vì thị trường đang tăng giá rất là đều ổn định, thì giá làn hai bây giờ nó cũng dao động khoảng tầm từ 8 cho đến khoảng tầm 13 14 triệu mét vuông. Phía đằng gọi là dãy làn hai này tôi chỉ nói chung thôi nhé, chứ không nói được những vị trí nào, chung chung là từ 8 triệu cho đến 14 triệu mét vuông so với làn hai này.
Còn phía dưới này thì nó vị trí thì dưới này thì giá nó cao hơn. Phía Cam Hải Tây thì gọi là dân cư thì nó chưa đông nên là giá nó như vậy, tầm vẫn có những lô tầm 8 triệu. Vâng, thì khi mà giá gọi là khu Cam Hải Tây thì giá nó sẽ đỡ hơn là bởi vì dân cư nó chưa đông nên là nó còn thời gian để đâu đô thị hóa cũng như là cơ sở hạ tầng nó mọc lên. Còn khu vực dưới này dân cư đông hơn thì sao? Khu vực giữa Cam Đức cũng như là Cam Thành Móc thì khu vực gần đầm thì dân nó sẽ đông hơn. Thế nhưng khu vực như này ấy, thì giá là làn 2 của nó ấy, thì nó cũng dao động khoảng tầm từ 9 cho đến khoảng tầm 15 triệu một mét vuông cũng có. Đấy, tôi chỉ nói tầm trung thôi nhá. Tầm trung trung thôi. Đấy mà làn 2 nhá, làn 2 đấy, không phải là gọi là mặt đầm đâu, mặt đầm bây giờ giá cao ấy. Như giả sử như khu vực dưới này gần như nhà máy đường Cam Thành Bắc này hiện tại giá toàn những lô làn 2 làn trong này thì giá toàn 15 16 là chuyện rất là bình thường. Bởi vì gần đầm mà này. Đấy, thì bây giờ nếu mà tầm tài chính đầu tư cho nó làn 2 ấy, thì cũng dao động khoảng tầm 1.5 tỷ cho đến 1.7 tỷ, 1.8 tỷ. Những cái lô mà giá thấp thì tầm 1.3 tỷ, 1.4 tỷ. Đấy, còn những cái lô mà bây giờ mà muốn đầu tư tài chính khoảng tầm 1 tỷ thì sao? Thì bắt buộc bây giờ mình sẽ phải đi những vị trí mà đi sâu hơn ở đằng sau quốc lộ Na này. Cái đường Hoàng Bàng đây chính là quốc lộ Na. Thì mình đi sau những cái đường trục đường quốc lộ Na này. Thì mọi người có thể thấy là nếu mà tầm tài chính khoảng tầm 1 tỷ ấy, thì mình nên đầu tư sau những cái đường quốc lộ Mà Na. Mà nếu mà đầu tư sau những đường quốc lộ Mà Na thì mình nên đầu tư ở những cái vị trí nào? Thì đầu tiên ấy, mình đầu tư những cái vị trí nào mà mặt đường của nó thành mặt đường quy hoạch mở rộng. Mình xem trên quy hoạch ấy, tôi còn hay xem trên thông tin lên ấy, thì mình làm những cái vị trí nên quy hoạch con đường nào nó mở rộng, là sử như đường hiện trạng nó chỉ là tầm 5 đến 7 mét thôi, nó mở rộng thành con đường là sử như tầm 10 mét hay 20 mét. Đấy, thì những cái vị trí đấy mình đáng đầu tư, bởi vì nó khi mà đường chạy qua thì chắc chắn rằng bất động sản nó sẽ tăng giá. Thì những cái vị trí đấy thì mình lên quan tâm cũng như là đầu tư, nó tùy theo nhu cầu của quý anh chị. Nhưng cá nhân tôi thấy ấy, thì hiện tại thì bọn Vingroup họ xin về Cam Lâm, họ xây dựng khu đô thị ấy, thì mình đầu tư những vị trí nào gần Vingroup là một này, thứ hai là những cái vị trí nào mà mặt đường nó mở rộng là hai này, và thứ ba nữa là những vị trí nào cách mặt đầm thủy triều thì nó chỉ có khoảng tầm 15 cho đến gọi là 17 km thôi, cách từ gọi là vị trí đất ấy, ra biển ấy, tầm bán kính khoảng tầm 15 km quay đầu, di chuyển tầm 10 đến 15 phút thôi. Thì tôi nghĩ là sẽ những cái vị trí đấy nó sẽ rất là hợp lý, nhiều thứ khác họ lựa chọn những vị trí như vậy để mình di chuyển lại rất là thuận tiện. Thì tôi có một cái vị trí đất ấy, thì đầu tiên nó nằm ở xã Cam Thành Bắc này. Đầu tiên là khu vực này thì dân cư thì rất là đông, nó cách gọi là nhà máy đường này thì khoảng đường chim bay là khoảng tầm 600 m, còn cách ủy ban nhân dân xã Cam Thành Bắc, một cái xã gọi là rất là đông dân ở Cam Lâm, thì đây vị trí của tôi là vị trí đánh dấu ngôi sao này. Đấy, thì từ đây ra ủy ban xã Cam Thành Bắc là khoảng 500 m thôi, từ đây ra đầm thì cách khoảng tầm 1 km là ra tới đầm rồi. Thì sau này giả sử như quý anh chị mua ở đây ấy, thì mình đi ra đầm rất là dễ và rất là thoáng. Thì mình đi đường vào ấy, ở Cam Lâm thì có một cái nhược điểm là vì nó là thị trường mới nên cơ sở tầng nó chưa mọc lên được, nên là cần thời gian. Thì khi khu này ấy, thì đi vào nó rất là thoáng, bởi vì sao? Bởi vì đây đường quốc lộ Na này, mình đi theo đường liên thôn này đi vào khu đất là khoảng tầm 500 m ra quốc lộ Na ấy. Thì tôi thấy là đường liên thôn này hiện tại bây giờ đang là hai ô tô tránh nhau thoải mái, vì đường hiện tại nó là đường 7 m, nó đang là đường 7 m, và sau đó nó sẽ mở rộng thành đường gọi là 18 m, rất là rộng. Nếu mà đường 18 m thì thực sự là ba ô tô tránh nhau cũng được, thậm chí là bốn ô tô tránh nhau cũng được. Thì sau này nó thành cái đường 18 m, thì lúc đấy là quý anh chị sẽ được một cái cú hích tăng giá với bất động sản rất là tốt. Và hơn nữa là có cái sóng thị trường như thế là giá của bất động sản Cam Lâm hiện tại ấy, thì tầm một tháng nó sẽ tăng được khoảng từ 5-7% một tháng. Tôi thấy là tối thiểu nó sẽ tăng được khoảng từ 5-7% một tháng. Thế nên nếu mình đầu tư Cam Lâm thời điểm này, tôi thấy nếu mà tầm tài chính 1 tỷ thì mình đầu tư những vị trí mà cách quốc lộ Na tầm 500 m này vẫn rất là ngon, vẫn rất là ngon cho quý anh chị nhà đầu tư để mình nghiên cứu đầu tư ở những cái khu vực như này, vì đường vào nó thoáng lắm. Bởi vì ở Cam Lâm ấy, tôi đã từng đi đầu tư rồi, thì tôi thấy là có những cái vị trí đất mà đi vào đường khoảng 2-3 m, rất là nhiều nhà quý anh chị nhà đầu tư vẫn mua, bởi vì nó có cái vị trí nó tiềm năng tăng giá nó tốt. Ở khu này thì lợi thế nó đường vào nó thoáng sẵn rồi, nên là rất là đáng để mình quan tâm. Nó làm cho con đường rất là trục chính của cái xã Cam Thành Bắc ấy nhá. Đường lên thôn này là con đường lối thẳng lên xuống Cam Ranh, như là lối thẳng ra các cái trục chính của là đường lớn ở Cam Lâm này, con đường này lối ra đường Đồng Mật hình Suối Cát này, một đường con đường rất là trục chính của Cam Lâm này. Đấy, nên là quý anh chị nào mà đang quan tâm về tài chính 1 tỷ có thể nhắn tin cho tôi để tôi gửi cho quý anh chị nhà tư xem về khu đất này, làm sao giúp anh chị hình dung được rõ luôn cái khu này như thế nào. Đấy, tôi Long Ngọc xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư.